Xin chào các bạn, sau đây mình xin chia sẻ video hướng dẫn sử dụng bộ kit test nhanh COVID-19 by Reddit, đơn giản, an toàn, dễ sử dụng tại nhà và có kết quả trả về nhanh chóng chỉ sau 15 đến 30 phút, giúp bảo vệ sức khỏe cho bạn và các thành viên thân yêu của mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm tại nhà nhé. Việc đầu tiên cần làm là cần đi rửa tay hoặc xịt khử khuẩn sạch sẽ và vệ sinh mũi thật sạch. Tiếp theo, ta sử dụng bộ kit test by Reddit bao gồm tăm bông lấy mẫu, ống thử chứa dung dịch, nắp đầu lọc đậy ống thử, khay thử kết quả. Bước 1. Lấy tăm bông theo hướng mũi tên trên bao bì. Tiếp theo, người cần lấy mẫu sẽ cho đầu nghiêng về phía sau, dùng que lấy mẫu cho vào khoang mũi, làm nhẹ nhàng từ từ vào sâu trong khoang mũi. Sau đó, ta xoay tăm bông trong 10 đến 15 giây để bông thấm tiết dịch mũi. Lúc này các bạn cần đảm bảo tăm bông đã thấm tiết dịch mũi của người cần xét nghiệm nhé. Bước 2. Sử dụng ống thử chứa dung dịch. Ta bóc lớp bảo vệ ống thử chứa dung dịch ra, sau đó nhúng que tăm bông đã thấm tiết dịch mũi vào ống. Xoay và miết đầu que từ 10 đến 15 lần. Trước khi rút que tăm bông ra khỏi ống, ta bóp hai thành ống để miết dung dịch từ tăm bông và nhẹ nhàng lấy que thử ra. Bước 3. Đậy nắp đầu lọc ống thử. Bước 4. Chúng ta sẽ bao đựng khay thử để chuẩn bị kiểm tra mẫu thử. Ta nhỏ 2-3 giọt dung dịch từ ống thử vào lỗ đựng mẫu trên khay thử và chờ đến 15 phút để có kết quả. Kết quả xét nghiệm chúng ta sẽ nhận được như sau. Kết quả âm tính, chỉ có một vạch màu đỏ xuất hiện ngay chữ C. Kết quả dương tính, sẽ có hai vạch xuất hiện ngay chữ C màu đỏ và chữ T màu đen. Virus kháng nguyên Corona đã được phát hiện và cho kết quả dương tính. Kết quả không hợp lệ, khi không có vạch nào xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện một vạch màu đen ngay chữ T, khi đó chúng ta hãy sử dụng bộ kit test khác để xét nghiệm lại. Chúc các bạn sử dụng thành công với bộ test nhanh bằng dịch mũi BioReddit an toàn, chính xác, uy tín. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đặt hàng ngay, liên hệ hotline 1900 9259, website của Pipette Vũ Hoàng Telecom.vn.